Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chính phủ Việt Nam thừa nhận áp lực kinh tế ngày càng lớn. Ngày 20 tháng 5, VOA tiếng Việt loan tin, Phó Thủ tướng Việt Nam, kinh tế đang đối mặt áp lực ngày càng lớn. VOA dẫn nguồn tin từ một hãng tin quốc tế cho hay, Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái ngày 20 tháng 5 thừa nhận nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng và cho biết chính phủ sẽ duy trì các chính sách hỗ trợ tăng trưởng. VOA dẫn lời ông Khái theo đó, lạm phát tại Việt Nam đang gia tăng trong khi tăng trưởng tín dụng vẫn còn yếu. Ông cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, trong đó bao gồm tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều diễn biến chưa có tiền lệ, vượt dự báo, gây sức ép lớn lên công tác chỉ đạo điều hành. Ông Khái cho biết, tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 của Việt Nam đạt 5,66% trong khi Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 6% đến 6,5% trong năm nay, cao hơn mức tăng trưởng 5,05% vào năm ngoái. Đây là một thách thức lớn để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội năm nay, ông Khải nói. Và đây là hình bản tin trên VOA. Theo BBC, Việt Nam, một trung tâm sản xuất được hưởng lợi từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ và Trung, đang phải gánh chịu gánh nặng lãi suất tăng cao trên toàn cầu, làm giảm nhu cầu về hàng hóa Mặc dù tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam thuộc hàng nhanh nhất ở châu Á, nhưng vẫn thấp hơn mức 7% trước đại dịch. BBC cho biết, sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, sản xuất nông nghiệp, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Lâm gặp nhiều khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài và nặng nề hơn. Thị trường bất động sản phục hồi chậm, tiến độ triển khai gói cho vay nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng chưa đạt yêu cầu. Tiến độ một số dự án cao tốc giao thông trọng điểm, giải phóng mặt bằng còn chậm, ông Lê Minh Khái nói tiếp. Trước tình trạng khó khăn trên, chính phủ Việt Nam sẽ ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng kinh tế giữa bối cảnh còn nhiều thách thức do nhu cầu toàn cầu suy yếu, một hãng tin quốc tế dẫn lời ông Khái cho biết thêm. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bao gồm tìm cách cắt giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại các khoản vay cho các doanh nghiệp gặp khó khăn và thúc đẩy đầu tư công. Vẫn theo lời ông, Việt Nam sẽ bám sát mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm nay. Ngoài ra, Phó Thủ tướng thừa nhận Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ áp lực lạm phát cao trong năm nay. Và đây là hình Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Tuy nhiên, có một số nguyên nhân cụ thể trực tiếp hơn tác động lên nền kinh tế mà Phó Thủ tướng Lê Minh Khái không đề cập. Đó là cuộc chiến quyền lực ở Cung Đình đã khiến Việt Nam mất hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài do bộ máy hành chính tê liệt. Đó là hàng tỷ đô la đã bị các nhà đầu tư ngoại rút khỏi thị trường tài chính Việt Nam do mất lòng tin đối với sự ổn định chính trị. Và đó là việc bắt bớ hàng loạt nhà hoạt động môi trường cùng với bộ máy hành chính đóng băng đã khiến Việt Nam không thể giải ngân gói tài trợ chuyển đổi năng lượng xanh với các quốc gia G7. Và đó là việc dựa vào nguồn cung nguyên liệu từ Tân Cương, Trung Quốc cùng với việc chậm chuyển đổi xanh đã khiến hàng hóa của Việt Nam vào Mỹ và các quốc gia châu Âu bị trả về. Cụ thể, một hãng tin quốc tế cho hay, ngày 17 tháng 5, Việt Nam đã để mất khoảng 2,5 tỷ đô la tài trợ nước ngoài và có nguy cơ mất tiếp 1 tỷ đô la nữa nếu vẫn tiếp tục chậm trễ phê duyệt các dự án. Bản tin này cũng đề cập đến việc, sau hơn một năm rưỡi, nhưng chưa một khoản vốn nào trong gói chuyển đổi năng lượng xanh được giải ngân. Cũng hãng tin này, cùng ngày cho hay, khoảng 2 tỷ đô la đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị các nhà đầu tư ngoại rút đi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính phủ Việt Nam thừa nhận áp lực kinh tế ngày càng lớn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dân mạng phản cảm với việc một chủ tịch nước kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 19 tháng 5, nhà báo Lê Kiên nêu quan điểm một người có thể vừa là chủ tịch nước, vừa là bộ trưởng thành viên chính phủ được không trên Facebook cá nhân. Theo tác giả, điều này là không thể vì khoảng 3 điều 2 hiến pháp quy định quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Theo khoảng 2 điều 88 hiến pháp, Chủ tịch nước có quyền đề nghị quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào nghị quyết của quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Điều 90 viết, Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ. Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước. Và đây là hình tế của nhà báo Lê Kiên trên Facebook cá nhân. Tác giả nhận định trường hợp một người vừa là chủ tịch nước, vừa là bộ trưởng, thành viên chính phủ sẽ mâu thuẫn với nguyên tắc hiến định là phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực. Tác giả nêu một tình huống vui nếu quốc hội không miễn nhiệm chức bộ trưởng Bộ Công an đối với đại tướng Tô Lâm trước khi bầu ông làm chủ tịch nước. Mà để sau khi bầu xong mới miễn nhiệm thì sẽ xảy ra tình huống Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Tô Lâm theo khoảng 2 điều 88 Hiến pháp. Bình luận về quan điểm của nhà báo Lê Kiên, Nick Quân đoàn Lê cười cợt. "Chơi thế cho chắc, chứ miễn nhiệm xong, các anh trở cờ không bầu đủ phiếu thì chết em." Còn Nick Vũ Văn Toàn mỉa mai, "Việt Nam muốn làm điều mà thế giới chưa từng làm." Nick Lắc Khi Nguyễn thì chăm chọc, "Ôi giời, chế độ cộng sản Việt Nam dùng lực rừng từ xưa đến nay, cái gì mà không được?" ví như luật chỉ được giữ tổng bí thư hai nhiệm kỳ thôi, nhưng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sắp qua ba nhiệm kỳ rồi. Chế độ độc tài đâu phải dân chủ tam quyền phân lập như Tây Phương. Tụi nó muốn gì mà chẳng được, luật là tao, còn tao là luật. Còn Nick Nguyễn Nam thì nhẹ nhàng. Trước sau gì cũng phải buông bộ trưởng bộ công an thôi, chủ tịch nước công du ra khỏi đất nước giống như tướng ra khỏi thành. Còn Nick Khôi Nguyễn ngang ngạnh, ờ, à, thích thế đấy, làm sao? Và đây là hình tướng Tô Lâm vẫn đang ở tâm bảo của nhiễu động chính trường. Nick Nguyễn Sơn Hà tạc lưỡi, khó quá thì cho vào đặc biệt, chú em đặc biệt hoài đã sao. Tạ Hưng biện hộ, hội nghị trung ương chính chưa có nội dung giới thiệu bộ trưởng công an, điều này không có nghĩa là chủ tịch nước sẽ kiêm nhiệm bộ trưởng công an. Cho nên nhiều khả năng ngày mai họp quốc hội sẽ phiên họp đầu tiên là bãi miễn chức vụ bộ trưởng bộ công an, bầu chủ tịch nước. Sau đó ai làm bộ trưởng công an sẽ tính sau, hoặc giao thứ trưởng điều hành. Nick Phạm Kiên thắc mắc, thế bây giờ chưa có chủ tịch nước thì ai ký miễn nhiệm bộ trưởng Bộ công an cho anh Lâm đây? Còn Nick Nguyễn Việt Linh nêu quan điểm như sau, về mặt kỹ thuật có thể bầu xong, có kết quả bầu chủ tịch nước rồi quyền chủ tịch nước mới ký miễn nhiệm bộ trưởng Bộ công an. Em nghĩ vậy vẫn hợp lý, nếu muốn ngay và luôn, còn không muốn thì thôi. Còn Nick Hoàng Vương Vũ hiến kế Chuyện đơn giản, trước khi bầu, miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, giao Thứ trưởng thường trực tạm điều hành, sau đó bầu Chủ tịch nước có phải đơn giản hay không? Còn Bộ Công an, khi ban chấp hành chốt nhân sự nào đó, sẽ bổ nhiệm sao? Chỉ cần lướt qua một vòng các bình luận trên Facebook, dễ dàng nhận thấy dù cách thể hiện khác nhau, nhưng nhìn chung, dân tình khá sốc vì phản cảm với việc một chủ tịch nước, bộ mặt quốc gia lại đi kiêm nhiệm bộ trưởng công an, vị trí đại diện cho vũ lực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dân mạng phản cảm với việc một chủ tịch nước kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Góc nhìn quốc tế về những nhiễu động chính trị mới đây tại Việt Nam Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới